cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung bị truy tố trong vụ thổi giá cây xanh. Lời khai của nữ tài xế đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao. Tài xế trong vụ khiến 39 người Việt tử vong trong thùng xe ở Anh, lĩnh án 12 năm tù. Voi rừng xuất hiện vào nhà dân để kiếm thức ăn ở Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, những câu chuyện xoay quanh nam thanh niên Phan Công Khanh luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nổi lên như một idol trong giới trẻ, được gắn cái tên ông trùm buôn siêu xe với cuộc sống xoay quanh những chiếc xe triệu đô. Thế nhưng mới đây, nam thanh niên này đã bị bóc trần bởi lời tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin này khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng bởi chỉ vì cách đây không lâu, trước tin đồn vỡ nợ, khanh còn lên mạng giao giảng về vấn đề này. Theo đó ngày 11 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ Phan Công Khanh, 29 tuổi, ngụ tại quận 7 để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt về tội danh này, hồi tháng 4 năm 2023, nam thanh niên từng dính vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng gây xôn xao dư luận và bị công an thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh triệu tập để làm việc. Chưa dừng lại ở đó, trong một bài viết trên mạng xã hội hồi giữa tháng 6 năm 2023, Phan Công Khanh chia sẻ rằng đang có một thế lực ngầm, hữu hình mang tên là cộng đồng mạng. Những người sẵn sàng dìm ai đó bằng ngôn từ, bằng những lời đồn đoán vô cớ, có thể suy diễn theo bất kỳ điều gì họ muốn. Cụ thể, nội dung bài viết như sau. Tôi, Phan Công Khanh, cách đây 45 ngày, người ta đồn tôi vỡ nợ, bỏ trốn, bị bắt. Họ để lại những hoài nghi, dè biểu, bất tín, thậm chí lời lẽ nặng nề, mà không chừa một đường cho tôi giải thích. Dù trong mắt các bạn là một khanh nợ nần, khanh sống biết trước sau được mọi người quý mến, là đứa trẻ ham chơi, vô luật, vô lối, vân vân và vân vân, tôi vẫn luôn tôn trọng các bạn. Nhưng chắc chắn, người mà tôi muốn mình sẽ trở thành trong tương lai là một người sẽ hướng giới trẻ đến một lối sống lành mạnh, an toàn, mang đến nét đẹp đường phố, nét đẹp cho giao thông cộng đồng. Tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam muốn thông qua bài viết nhắn nhủ cộng đồng mạng rằng 80 đến 90% những gì các bạn thấy mỗi ngày khi lướt mạng xã hội chưa chắc là sự thật. Hãy sàng lọc thông tin và tìm hiểu trước khi kết luận về một sự việc về một ai đó. Dù gì chúng ta cũng chỉ sống một lần, đừng phí thời gian vào việc soi mói và phán xét người khác. Hãy sống cho đúng và sống sòng phẳng lên. Tuy nhiên, không lâu sau bài viết chia sẻ đó, Phan Công Khanh đã bị bắt để phục vụ điều tra. Trước khi trở thành ông trùm có tiếng trong giới buôn siêu xe, Phan Công Khanh từng là tay chơi bóng truyền có tiếng, thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2015. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng sau đó đột ngột giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chẳng ngón tay. Từ đó, Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe. Năm 2015, Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang trên mạng xã hội phan công khanh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh video giới thiệu hàng loạt siêu xe không chỉ đắt đỏ mà còn hiếm có khanh cũng là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở việt nam nên được nhiều người biết đến có thể nói hiện nay cái tên phan công khanh đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dư luận chỉ một chiếc trong hàng chục chiếc mà khanh sở hữu cũng là gia sản mà nhiều người cả đời chưa chắc đã tích góp được nhưng ai biết được bên ngoài vẻ hào nhoáng đó thì chuyện gì ở đằng sau các chân dung đại gia, điển hình như việc chiếm đoạt tài sản của ông trùm siêu xe Phan Công Khanh. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ có ý chí làm giàu rất đáng khen, năng động trên thương trường rất đáng phục, nhưng điều căn bản nhất là không vi phạm pháp luật, thứ hai là không vi phạm đạo đức, đó mới là chìa khóa để đi trên thương trường một cách bền vững. Thưa quý vị, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới việc trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới chăm sóc các tỉa cây xanh xảy ra tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh liên quan. Đây là vụ án thứ tư ông Nguyễn Đức Trung bị liên đới. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Việc trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 đến 2019. Trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo toàn thành phố tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng từng quý. Tại các cuộc họp với sở ngành liên quan, bị can Trung còn chỉ đạo miệng, áp đặt ông Lê Văn Dục, giám đốc sở xây dựng thành phố Hà Nội, giao các lãnh đạo, nhân viên đặt hàng từ công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh, tức công ty sinh thái xanh. Công ty này thành lập vào năm 2016 do Bùi Văn Mận, sinh năm 1970, giám đốc công ty, bị can Hoàng Thị Kim Loan, sinh năm 1970, phó giám đốc công ty đảm nhận. Theo cáo trạng, ông bùi văn mận được xác định có mối quan hệ thân thiết với nguyễn đức trung còn ông trung bị xác định có quan hệ thân thiết với bị can vũ kiên trung chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội tức công ty cây xanh doanh nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân hà nội sau đó ông trung chỉ đạo cho sở xây dựng phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty này từ chỉ đạo của ông Trung, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu, mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với công ty Cây Xanh và công ty Sinh Thái Xanh. Cáo trạng nêu trong 3 năm, Ban Duy tu đã ký đặt hàng với công ty Cây Xanh 10 hợp đồng, tổng trị giá trên 241 tỷ đồng. Với công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng. Đến khi thực hiện, các bị can ký khống hợp đồng, nâng giá một số chủng loại cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế, hợp thức hóa hồ sơ, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Ngoài ra, Bùi Văn Mận khai do được ông Trung tạo điều kiện, nên Mận đã chi gần 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho trường mầm non Yên Khê do ông Trung dùng tư cách cá nhân tài trợ và nhà bố đẻ ông Trung. Còn Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty cây xanh Hà Nội, nói bản thân chi 2,6 tỷ đồng cho ông Trung vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến 2020 để cảm ơn cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện chỉ đạo các sở ngành đặt hàng công ty cây xanh. Tuy nhiên về lời khai này, ông Nguyễn Đức Trung chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại giai đoạn điều tra, ông Nguyễn Đức Trung khẳng định mình và bị can Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp, giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây. Ông Trung nói cũng không liên quan, không yêu cầu bị can mận trồng cây ở đâu. Việc bị can mận trồng cây tại các trường học gần nhà cha mẹ của bị can ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này tài trợ ủng hộ. Từ hành vi của các bị cáo nêu trên, cáo trạng cũng nêu rõ. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Trung vì động cơ cá nhân đã làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để công ty sinh thái xanh, công ty cây xanh là các công ty cá nhân có mối liên hệ thân thiết với Nguyễn Đức Trung hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra hành vi của Nguyễn Đức Trung xâm phạm vào các hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. Đây là vụ án thứ tư Nguyễn Đức Trung bị xử lý. Trước đó cựu chủ tịch Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Chiều ngày 11 tháng 7, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam ông Lê Đắc Thanh, sinh năm 1965, thường trú ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, về tội nhận hối lộ trong vụ tố chạy án 2,7 tỷ đồng. Được biết, trước khi bị khởi tố, ông Thanh là kiểm sát viên, trưởng phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Theo đó, ông Lê Đắc Thanh được xác định liên quan đến vụ án Phan Sinh Thành, sinh năm 1982 ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, phạm tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin của cơ quan chức năng cho biết, trước đó ông Thanh được cử phụ trách vụ án nhóm Phan Sinh Thành bị công an Quảng Bình khởi tố tháng 11 năm 2021. Trong quá trình tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm, Phan Sinh Thành tố cáo ông Nguyễn Đức Thuận, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sinh năm 1974, trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, đã nhận của mình 2,7 tỷ đồng để chạy án. Bị cáo Phan Sinh Thành khai, liên hệ với Thuận thì người này nói đã đưa tiền cho một kiểm sát viên liên quan vụ án nhằm mục đích giảm nhẹ án. Ngày 5 tháng 6, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đã yêu cầu hội đồng xét xử thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Cùng đó, Thành gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thanh nhận 880 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đưa cho ông Nguyễn Đức Thuận cầm nhằm chạy án. Sau khi phát sinh đơn tố cáo tại tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tạm dừng phiên tòa và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 12 tháng 6, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thuận về tội môi giới. Riêng kiểm sát viên Lê Đắc Thanh bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 thì ra quyết định khởi tố bị can. Khám xét và bắt tạm giam về tội danh nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Sau vụ việc, ông Lê Đắc Thanh từng khẳng định mình có quen biết với ông Thuận. Tuy nhiên, ông Thanh nói không nhận tiền mà chỉ nhận con tôm con cá từ ông Thuận. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nhiều vụ đi ngược chiều, lùi xe, quay đầu xe trên các tuyến cao tốc đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Mặc dù bị lên án nhiều, nhưng hành động này vẫn thường xuyên lặp lại. Như mấy đây, trên cao tốc Vành Đai Ba, một nữ tài xế đã điều khiển ô tô quay đầu và đi ngược chiều trên cao tốc với lý do không quen đường. Trước đó, theo phản ánh của người dân bằng hình ảnh vào sáng sớm ngày 10 tháng 7, trên khu vực đường Vành Đai Ba trên cao, Xe ô tô 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 30K 07780 đã có hành vi đi ngược chiều trên đường vành đai 3 gần nút giao thông khuất duy tiến Nguyễn Trãi. Đồng thời ngay sau đó nhiều lái xe còn phản ánh trước đó chiếc xe này còn có hành vi nguy hiểm là quay đầu xe trước khi có hành vi vi phạm trên. Vào chiều ngày 11 tháng 7, chị NTCV đến trụ sở Đội cảnh sát giao thông số 7 trình báo việc mình đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30K 07780 đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao vào sáng mùng 10 tháng 7. Đội cảnh sát giao thông số 7 xác minh lấy lời khai của nữ tài xế. Theo đó khoảng 5 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 7, chị V mượn xe ô tô trên của anh trai là NQH để đi công việc cá nhân. Khi đi trên đường vành đai 3 trên cao, chiều từ đường Phạm Hùng hướng về khuất Duy Tiến, chị V muốn xuống lối xuống khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi nhưng do không quen đường, nữ tài xế lái xe đi qua lối xuống khuất Duy Tiến khoảng 100 m. Đến ngang số 101 B1 Khuất Duy Tiến thì cho xe quay đầu, đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao để xuống lối xuống Khuất Duy Tiến. Đội Cảnh sát Giao thông số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc đối với nữ tài xế NTCV. Với hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên vành đai 3 trên cao, chị V sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Hành vi đi ngược chiều và quay đầu xe trên cao tốc là hành vi không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, mà còn đe dọa sức khỏe, tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng nữ tài xế có hành động nguy hiểm này. Thưa quý vị, vụ việc 39 người Việt tử vong trong thùng xe ở Anh đã khiến dư luận cả nước và thế giới chấn động năm 2019. Theo thông tin mới nhất liên quan, tài xế trong vụ 39 người Việt tử vong trong thùng xe tải ở Essex bị Tòa án Hình sự Trung ương vùng England và xứ Wales, ông Bali tuyên phạt bản án 12 năm 7 tháng tù giam vì tội ngộ sát. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại London, đối tượng Marius Mihai năm 50 tuổi, đã trốn khỏi Anh và bị cảnh sát Rumani bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái, sau đó bị dẫn độ trở lại Anh để xét xử. Bị cáo Dragisi đã nhận tội trước tòa Bali với tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Tại buổi tuyên án, thẩm phán Ganham cho biết, Marius Mihai Dragici là cánh tay phải của kẻ cầm đầu Nika, và là một người hoạt động tích cực trong đường dây đưa người lao động nhập cư bất hợp pháp vào Anh để thu lợi nhuận khổng lồ. 39 nạn nhân là người Việt Nam, được biết họ đã phải trả khoảng 13.000 bảng Anh cho một người để được đưa đến Anh. Họ bị nhốt trong thùng xe container mà không có hệ thống thông gió và không có cách thoát ra ngoài. Thẩm phán Ganham nói, sự tuyệt vọng của nạn nhân khi cố gắng thở đã được ghi lại trong các tin nhắn mà họ cố gửi cho người thân và các đoạn ghi âm cho thấy, càng ngày họ càng nhận thức rõ rằng mình sẽ chết trong xe. Các nạn nhân gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 44 đã chết ngạt sau khi bị nhốt trong container kín xó gần 12 giờ. Chiếc xe tải được phát hiện đỗ tại thị trấn Grace thuộc khu Essex phía đông Bắc London. Phó giám đốc cơ quan tội phạm quốc gia Tom Dalton khẳng định, vụ việc là ví dụ kinh hoàng về sự nhẫn tâm của các băng nhóm buôn người, những kẻ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của nạn nhân để kiếm lợi. Ngoài mức án trên, Dragisi cũng bị kết án 4 năm 2 tháng tù vì tội nhập cư bất hợp pháp sẽ thụ án đồng thời. Vụ 39 thi thể trong xe container đã gây chấn động Đức Anh nói riêng và cả thế giới nói chung. Nó cho thấy sự chua xót và đau đớn của những người di cư bất hợp pháp, phó mặc mạng sống cho những kẻ buôn người và sự may rủi. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Một con voi lớn bất ngờ xuất hiện tại nhà dân ở xã Nam Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An, rồi lục lọi tìm thức ăn, phá tài sản. Người dân sau đó đã phải đánh trống để xua đuổi voi vào rừng. Vào khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 7, anh Vi Văn Kiên, 37 tuổi, bản tăng xã Nam Sơn đang ngủ, thì bị đánh thức bởi những tiếng động lớn. Tỉnh dậy, anh Kiên hốt hoảng khi thấy con voi to lớn đang đứng bên ngoài, ngay cạnh nhà sàn của gia đình. Sau khi lục tung nhà, dẫm nát một khoảnh sân bằng bê tông, con voi tiếp tục sang nhà của một hộ dân khác. Trong quá trình di chuyển, voi cũng làm hỏng một số diện tích lúa mới gieo cấy. Phát hiện có voi lớn, người dân đã hô hoán, xua đuổi, sau đó con voi đã lẩn trốn vào rừng. Được biết, đây chính là con voi hoang dã duy nhất sống gần 20 năm qua trên địa bàn vùng núi Quỷ Hợp. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không tấn công, xâm hại voi rừng. Ông Lương Văn Biết, Chủ tịch xã Nam Sơn chia sẻ, đây là một con voi cái, thi thoảng nó xuống phá rau màu, tìm thức ăn chứ không hại người. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng liên tục tuyên truyền để người dân cảnh giác và tìm cách xua đuổi an toàn mỗi khi voi xuống tìm thức ăn. Vài năm trở lại đây, con voi này thường xuyên tới khu dân cư gây thiệt hại lớn cho người dân hai xã Bắc Sơn và Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp. Địa phương này cũng đã có báo cáo đề xuất gửi các sở ngành liên quan kiểm tra, xem xét phương án di rời con voi sang vườn quốc gia Pù Mát là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, trên khu vực Biển Đông, nhiều khả năng sẽ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu, mưa rông, lốc xoáy, sóng lớn trên Biển Đông. Dự báo sẽ có khoảng 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng ngày 15 đến 20 tháng 7, có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong tháng 7 có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ tháng 7 đến tháng 9 có khoảng 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó khoảng 2 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Do vậy, đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Từ ngày 17 đến 24 tháng 7, khả năng sẽ có mưa nhiều hơn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết biến chuyển xấu dần, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh lên từ ngày 13 tháng 7. Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta sẽ có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trước đó vào ngày mùng 5 tháng 5, trên Biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa Biển Đông vào ngày mùng 7 tháng 5 không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.